Trong tập trước, nhóm trưởng lão đấu tà phái vì muốn cướp bảo vật trên người Vương Lâm mà đuổi theo truy cùng diệt tận, không ngờ, vào thời khắc cuối cùng, Vương Lâm lại thành công đột phá kết đan kỳ, trong cảnh giới của mình, hắn ta là vô địch. Sau đó, Vương Lâm một đường dẫn theo Lý Mộ Uyển, giết tới đấu tà phái, đánh bại tên trưởng giáo, làm dậy sóng toàn bộ Tu Ma Hải. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Vừa mới đi ra ngoài, Vương Lâm đã nhìn thấy một vóc dáng nhỏ nhắn, quyến rũ đang đứng ngay gần đó. Nét mặt Lý Mộ Uyển hơi tiểu tụy nhưng ánh mắt lại lấp lánh có thần, đang vạch vạch lên mấy cái vảy trên đuôi của cự long. Thượng quan Mặc tươi cười đứng bên cạnh, hắn cầm trong tay một viên dạ minh châu rất to, từ trên đó tỏa ra một làn ánh sáng dịu dịu. Vương Lâm trầm mặc không nói, lần này thời gian hắn bế quan cũng không lâu, nhưng nhìn Lý Mộ Uyển thì thấy hình như từ đầu đến giờ nàng vẫn chưa rời khỏi đây. Hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hạ xuống phía sau Lý Mộ Uyển. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, Thượng quan Mặc lại càng thêm tập trung, đưa linh lực vào bên trong hạt châu, khiến cho ánh sáng của nó thêm rực rỡ. Đồng thời, trên trán xuất hiện một vài giọt mồ hôi, tỏ vẻ hết sức chăm chú. Vương Lâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh xắn với đôi mày thanh tú đang nhíu chặt của Lý Mộ Uyển, đôi môi anh đào khẽ mím lại, đang nhìn chằm chằm vào mấy cái vảy. Một trận gió thổi tới, thổi bay mấy sợi tóc mượt mà trên má. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, Vương Lâm nói một cách chậm rãi. Ngón tay Lý Mộ Uyển chợt run lên, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào hai mắt của Vương Lâm. Một lúc sau, nàng nhỏ giọng nói, ngươi thực sự muốn đưa ta trở về? Vương Lâm né tránh ánh mắt của Lý Mộ Uyển, gật đầu. Lý Mộ Uyển mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của nàng lại có một chút bất đắc dĩ. Nàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi nói, cho ta 3 ngày có được không? Vương Lâm liếc nhìn nàng một cái, tung người lên trên thân cự long rồi khuynh chân ngồi xuống. Lý Mộ Uyển lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản, đặt lên trán ghi nhớ lại những gì đã viết trên lớp vảy của cự long. Nàng xoay người bình thản nói với Thượng quan Mặc, chuẩn bị cho ta một gian mật thất. Thượng quan Mặc vội vàng vâng dạ. Trong lòng hắn thầm nghĩ là mình đã nhìn lầm, quan hệ của Sát Tinh và tiểu nương tử cũng không phải như hắn phỏng đoán. Trong mật thất, Lý Mộ Uyển lặng lặng ngồi đó, quang cảnh mấy năm qua cứ chậm chậm trôi qua trước mắt nàng. Từ lúc đầu khi bị tu sĩ kết đan kỳ của Tuyên Vũ Quốc truy đuổi đến khi được Vương Lâm cứu thoát, hai người cùng nhau bỏ chạy, cuối cùng dẫn theo một đàn hỏa linh thú bám theo tới tận Tu Ma Hải. Sau khi kiến tạo thạch phủ, mỗi ngày nàng đều luyện đan, còn Vương Lâm thì toàn tâm tu luyện. Cách đây 3 năm hắn ra ngoài tìm đan lô cho nàng, khi trở về bị tu sĩ kết đan kỳ đuổi giết. Sau đó, Vương Lâm kết đan thành công, dẫn nàng đi ra. Trên đường đi, hắn đã tạo ra một con đường thấm đẫm máu tươi, nhất là lúc Vương Lâm kết đan. Khi đó, một nữ tử nhu nhược như nàng lại phải đối diện với 10 ma tu có tu vi kết đan kỳ. Khi đang chuẩn bị tự đoạn tâm mạch thì Vương Lâm đột nhiên xuất hiện, khiến cho đối phương sợ quá mà bỏ chạy trối chết. Cảm giác hoảng sợ lúc đó khiến cho nàng không thể chịu nổi, suýt nữa ngã sấp xuống, rồi được hắn ôm vào trong lòng. Đừng có cử động, ta sẽ đưa ngươi đi giết người. Câu nói đó cứ quanh quẩn bên tai Lý Mộ Uyển. Cứ nghĩ tới nó, nét mặt nàng lại trở nên đỏ bừng. Trên đường đi, mỗi lần nghĩ tới câu nói đó, khiến cho nàng phải dở khóc dở cười. Nhưng đi theo Vương Lâm suốt con đường đẫm máu, câu nói đó đã khắc thật sâu vào trong lòng nàng. Ta đưa ngươi đi giết người. Nhớ tới nó, nàng lại mỉm cười, khẽ nói, người ta thì dẫn nhau đi xem trăm hoa đua nở, quang cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn mà hắn lại mang ta đi giết người. Nhưng ngay lập tức, nàng lại thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm, mấy năm qua, hắn chưa bao giờ hỏi tên của ta, mà ta cũng chẳng biết hắn tên là gì. Có lẽ, trong mắt hắn, tên của ta cũng chẳng có gì quan trọng. Đối với hắn, ta chỉ có tác dụng duy nhất là luyện đan mà thôi. Bây giờ, đan dược đã luyện xong, ta chẳng còn giá trị gì nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại cảm thấy nhức nhối. Một dòng máu tươi khẽ rỉ ra ở bên khóe môi, trên khuôn mặt trắng trèo, xinh xắn chợt xuất hiện một dòng máu tươi khiến cho kẻ khác phải giật mình. Chỉ có thể dùng 2 chữ thê lương để diễn tả tâm trạng của Lý Mộ Uyển vào lúc này. Một lúc sau, nàng mím môi, lấy từ trong túi trữ vật ra một đống ngọc giản, tổng cộng có tất cả 18.974 cái, vừa đúng với số lượng lân phiến trên thân cự long. Lúc đầu, số lượng môn hạ đệ tử của Giải Đông Lai không đủ, nên bọn họ vẫn chưa tạo đủ số lượng lân phiến. Chỗ lân phiến này, nàng đã mất cả nửa tháng, tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể khắc nên. Tâm lực tổn hao trong khoảng thời gian qua khiến cho tuổi thọ của nàng giảm đi ít nhất 5 năm thời gian. Nhưng Lý Mộ Uyển cũng chẳng để ý tới điều đó. Nàng cầm một cái ngọc giản, ngưng thần liên tục điêu khắc. Nàng đã làm gần 2 vạn cái ngọc giản, đặt song song với nhau. 3 ngày sau, nét mặt Lý Mộ Uyển tái nhợt, thân thể vô cùng tiểu tụy, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ khiến nàng ngã sấp xuống. Nàng bám vào vách tường lần từng bước, từ trong mật thất đi ra. Vương Lâm cầm trong tay một thứ gì đó ngồi trên đầu cự long. Hắn ngồi đây tĩnh tọa đã 3 ngày. Sau khi Lý Mộ Uyển xuất hiện, hắn liền cất vật đó đi, nhảy xuống. Khi thân thể hắn vừa chạm đất liền nhận thấy khuôn mặt tiểu tụy của đối phương. Vương Lâm nhíu mày lại, hỏi, 3 ngày qua ngươi làm cái gì thế? Cầm lấy nó uống đi. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình ngọc,
bên trong chứa hơn 300 giọt linh dịch, đặt vào tay Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển nhẹ nhàng ôm chiếc bình ngọc vào lồng ngực, nói, cảm ơn sư huynh, ta không sao, chúng ta đi thôi. Nói xong, nét mặt nàng thoáng ửng đỏ, dựa đầu vào vai Vương Lâm, rồi nói tiếp, đi thôi về nhà thôi. Vương Lâm im lặng một lúc rồi tay trái vòng qua, ôm lấy Lý Mộ Uyển. Thân thể hắn nhanh chóng bay lên, phi kiếm lao ra phía trước mở đường. Trong nháy mắt, hai người đã biến mất ở phía chân trời. Vào lúc này, ở một tòa trà lâu trong Nam Đấu Thành có một lão già, mặt mày u ám, trên mặt có một cái mũi ưng đang đẩy cửa đi vào. Lão có một vóc người cao gầy, mặc một bộ trường bào màu xanh. Bên ngoài trường bào có thêu 7 đóa hoa mai màu vàng, giữa mỗi đóa hoa lại thêu một chút nhụy mà đỏ, khiến cho nó hết sức sống động. Hoa mai vốn là một thứ tượng trưng cho sự thanh nhã, mai vàng mang đến một cảm giác đết sức đời thường, nhưng trong hoa mai lại điểm một chút màu đỏ, liền thay đổi ngay cảm giác về nó. Một vật vốn hết sức thanh nhã lại tỏa ra hơi lạnh, có chất gì đó quỷ dị. Trong khách sạn có rất đông tu sĩ, nhưng ngay khi lão nhân tiến vào, tiếng ồn ào trong đó lập tức biến mất. Mấy cặp ánh mắt khẽ đảo qua lão một cái rồi cụp xuống. Lão nhân đi vào khách sạn cũng chẳng thèm nhìn xung quanh, mà đến một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Sau khi gọi một bình rượu, lão tự mình rót mà uống. Đôi mày của lão lúc thì nhíu chặt, lúc thì giãn ra, chứng tỏ trong lòng đang có rất nhiều tâm sự. Lúc này, khách sạn lại một lần nữa phát ra những tiếng rì rầm nho nhỏ. Quanh một cái bàn có mấy vị tu sĩ đang nhỏ giọng nói, cuối cùng, Sát Tinh đánh tới Đấu Tà phái ở Long Sơn. Sau đó, hắn đại chiến với Giải Đông Lai 3 ngày 3 đêm, rồi sử dụng pháp bảo thần bí, một chiêu giết chết Giải Đông Lai. Hắc hắc, ta thấy Nam Đấu Thành có lẽ sẽ có tân thành chủ. Lão nhân mặc trường bào màu xanh nghe tới mấy chữ pháp bảo thần bí liền khẽ thay đổi nét mặt. Hắc hắc, đó là cái gì? Lúc đầu, ta tận mắt chứng kiến Sát Tinh. Lúc ấy, hắn trói lấy hơn 1000 thi thể kéo theo sau lưng. Trong lòng hắn còn có một vị tiểu nương tử có nhan sắc thiên kiều bá mị. Cảnh tượng như vậy, cả đời này ta cũng không thể quên được. Một vị tu sĩ có khuôn mặt tròn, nét mặt như đang nhớ lại, thở dài nói. Lão nhân mặc thanh bào, nhíu mày, lẩm bẩm vài câu. Mấy người các ngươi nói nhỏ một chút. Nghe nói người đó trời sinh sát tính, tu luyện công pháp cực kỳ ác độc là tử chú thuật. Hơn nữa, hắn rất ghét bị người khác đàm tiếu. Các ngươi cẩn thận, nếu để truyền đến tai hắn thì mấy người các ngươi không đủ mạng mà đền đâu. Một thanh niên có nét mặt lạnh tanh, sau khi uống một ngụm rượu liền cười lạnh nói. Lão nhân mặc thanh bào khi nghe đến ba chữ tử chú thuật, hai mắt liền phát sáng. Người này thân mang chu sát lệnh, nếu vẫn còn ở Tu Ma Hải chỉ sợ không sống được quá vài ngày. Bây giờ, quanh phạm vị Nam Đấu Thành không có nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng nếu chuyện này đồn ra, chắc chắn sẽ có nguyên anh kỳ tu sĩ tới đây. Nếu ta là hắn, chắc chắn sẽ tìm một nơi mà trốn. Tên thanh niên đó cười lạnh lại tiếp tục uống thêm một ngụm rượu nữa. Bách Nhật truy sát lệnh, hai mắt của lão nhân mặc thành bào chợt tỏa sáng, tay phải lão khẽ chộp một cái, thanh niên đang ngửa cổ uống rượu lập tức bị một bàn tay vô hình túm lấy. Từ từ kia, lão phu cảm thấy hứng thú với người đó, người mau kể lại cho lão phu nghe xem nào. Trong khoảng thời gian ngắn, cả khách sạn trở nên yên lặng, tất cả mọi người cùng nhìn về phía lão nhân mặc thanh bào. Bàn tay của lão bóp cổ thanh niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh. Ánh mắt như điện suy nghĩ đó nhất thời xuất hiện trong đầu đám tu sĩ, toàn thân bọn họ có cảm giác ớn lạnh. Một vị kết đan kỳ tu sĩ đang cầm chén rượu trong tay, vội vàng cúi đầu, ánh mắt hoảng sợ, trong lòng thầm kêu khổ, nghĩ cái cảm giác này chắc chắn là nguyên anh kỳ. Lão thu hồi ánh mắt, buông tay ra, trên cổ gã thanh niên xuất hiện một vết hằn màu đen. Nói đi, nói tất cả những chuyện đã xảy ra. Lão bưng lấy chén rượu của mình, sau khi uống xong, mới mở miệng ra nói. Gã thanh niên không dám thở mạnh, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn, thật khó có thể nhìn thấu được đối phương. Nhưng bằng vào kinh nghiệm của bản thân, hắn đoán tu vi của đối phương ít nhất cũng phải là kết đan trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Trước đây nửa tháng, người đó đột nhiên xuất hiện, giết chết 10 vị tu sĩ kết đan kỳ của Đấu Tà phái. Sau đó không biết vì sao, trên người hắn lại có Bách Nhật Chu sát lệnh. Gã thanh niên nhanh chóng kể lại tất cả những gì mà mình đã biết một cách chi tiết. Cặp mắt của lão già khẽ nhíu lại, tay phải phất nhẹ một cái, hai mắt của gã thanh niên lập tức lồi ra ngoài, thân thể hắn hóa thành một làn sương máu, thoáng cái đã bị gió thổi bay đi mất. Đám tu sĩ trong khách sạn cảm thấy rùng mình, trong đầu rất muốn bỏ đi, nhưng không người nào dám cất bước đầu tiên. Lão nhân mặc thanh bào hơi trầm ngâm một chút rồi liếc mắt nhìn quanh, sau đó lão nhìn về phía một tên tu sĩ kết đan sơ kỳ, nói, ngươi lại đây. Thân thể của tên tu sĩ kết đan sơ kỳ run lẩy bẩy, đứng dậy vội vàng đi tới trước mặt lão nhân. Hắn vô cùng cung kính, run run nói, vãn bối Hứa Mộc, tham kiến tiền bối. Tiền bối có chuyện gì xin cứ hỏi. Vãn bối xin lấy kim đan cho người ra thể không hề dám nói dối lấy nửa lời, chỉ mong tiền bối khai ân. Lão nhân mặc thanh bào nâng chén rượu uống cạn rồi chậm rãi nói, từ khi đi vào khách sạn, khi nghe thấy những người đó đàm luận, linh lực trong cơ thể người rất hỗn loạn, điều đó chứng tỏ người đã tận mắt nhìn thấy đúng không? Hứa Mộc hít một hơi thật sâu, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
thấp giọng nói, vãn bối đúng là đã nhìn thấy sát tinh đó. Tu vi của hắn, ánh mắt lão nhân lóe lên một tia quang mang, mở miệng hỏi ngay vấn đề mà mình quan tâm nhất. Đó cũng là việc khiến cho lão cảm thấy tức giận bởi tên thanh niên vừa rồi đã không nhắc tới. Kết đan sơ kỳ, Hứa Mộc cũng không dám khẳng định, sau đó lại vội vàng nói, tiền bối, người đó thoạt nhìn có tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng hắn lại có hai thứ pháp bảo. Nghe thấy hai chữ pháp bảo, nét mặt lão nhân vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trong đó có một thanh phi kiếm có thể thuấn di, lão nhân có vẻ thất vọng, cầm lấy chén rượu mà uống. Ngoài ra còn có một thứ nhưng vãn bối không nhìn rõ, chỉ thấy nó là một đạo hồng quang, bên trong có một vật gì đó. Bất cứ người nào bị dính phải nó liền lập tức hóa thành một cái xác khô mà chết. Lão trầm ngâm một chút rồi đứng dậy, sau khi ném một viên hạ phẩm linh thạch lên mặt bàn, lão liền duỗi tay, nắm lấy thân thể Hứa Mộc, hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã ra ngoài ngàn dặm. Lão vừa đi khỏi, đám tu sĩ trong khách sạn đều có cùng một suy nghĩ, Nguyên Anh kỳ, dưới sự dẫn đường của Hứa Mộc, thân thể của lão nhân lóe lên liên tục trong không trung, sau khoảng nửa canh giờ, đã tới vị trí của đấu tà phái. Thần thức mạnh mẽ của lão thoáng lướt qua một cái đã tìm được Thượng Quan Mặc. Dưới ánh mắt sững sờ của Thượng Quan Mặc, lão nhân mặc thanh bào thản nhiên bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết từ mi tâm của hắn. Sau đó, lão ném Hứa Mộc sang một bên, căn cứ theo mối liên hệ của giọt bản mệnh tinh huyết, lão nhanh chóng bay về phía tây nam. Nói tới Vương Lâm lúc này đang mang theo Lý Mộ Uyển bay đi rất nhanh, do có phi kiếm bay trước mở đường nên khi hắn tới chỗ nào, sương mù dày đặc của Tu Ma Hải liền tách ra hai bên, để lộ một con đường. Trong Tu Ma Hải, cả năm luôn bị sương mù bao phủ, chỉ có thời gian trong khoảng một tháng, sương mù lại hóa thành nước biển. Ở trong Tu Ma Hải mấy năm nhưng do Vương Lâm luôn bế quan nên vẫn chưa lần nào nhìn thấy quá trình sương mù ngưng tụ lại thành biển. Một tháng sau khi hắn tiến vào trong sơn cốc thứ 14, sương mù liền hóa thành nước biển. Từ đó về sau, trong 3 năm tiếp theo, quá trình đó cứ lặp đi lặp lại như vậy, mãi cho tới khi hắn đi ra, cho đến hôm nay lại vừa đúng tới tháng sương mù hóa thành nước biển. Lý Mộ Uyển thì khác, gần như năm nào nàng cũng trải qua cảnh tượng đó. Dưới sự bảo vệ của đại trận, nước biển không thể xâm nhập vào trong động phủ, nhưng đứng từ bên trong nhìn ra ngoài, vẫn có thể nhìn thấy một là nước biển xanh thẫm, có rất nhiều loại linh thú khó gặp bơi lội, qua lại, gần 4 năm, 4 lần biển thay đổi, mỗi một lần, Lý Mộ Uyển đều hết sức lo lắng, tự mình chủ trì đại trận, đợi sau khi nước biển trở lại thành sương mù, nàng mới cảm thấy yên tâm. Lúc này, cảm giác ẩm ướt do sương mù mang tới, so với khi hai người đi vào năm đó, còn hơn rất nhiều, thậm chí có chỗ, sương mà đã có dấu hiệu ngưng tụ thành nước. Theo hướng hai người phi hành, độ ẩm của sương mù càng lúc càng cao. Cuối cùng, trong sương mù thậm chí có cả những giọt nước dao động, sắp thành biển rồi, Lý Mộ Uyển nhẹ nhàng nói. Vương Lâm vẫn im lặng không đáp, bất chợt, hắn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Hắn ngưng thần quan sát sương mù xung quanh, chỉ thấy sương mù đang dao động một cách nhẹ nhẹ, trượt ùa về phía trước. Thậm chí có một số sinh vật sống trong sương mù cũng nhanh chóng bỏ chạy. Sư huynh, có chuyện gì vậy? Lý Mộ Uyển nhận thấy sắc của Vương Lâm liền hỏi. Không có việc gì. Vương Lâm nói xong liền tăng tốc bay về phía trước. Trong lòng hắn không hề yên tâm. Căn cứ vào tốc độ dao động của sương mù, hiển nhiên phía sau đang có người nào đó bay tới với một tốc độ rất nhanh, mà tu vi của kẻ đó cũng rất mạnh, nếu không cũng không thể làm cho sương mù di chuyển được như thế. Hơn nữa, sinh vật trong sương mù chỉ tản ra xung quanh mà không chạy về phía trước. Điều đó càng giúp cho Vương Lâm thêm khẳng định đang có người đuổi theo. Thực ra, chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường, giống như trong một ao nhỏ có một đàn cá. Nếu lấy một thanh kiếm đâm thẳng vào trong nước thì ngay lập tức đàn cá sẽ tản ra xung quanh chứ không bơi về phía trước. Khi còn niên thiếu, Vương Lâm thường xuyên cùng với đám trẻ trong thôn chơi đùa nên đối với những chuyện như thế hoàn toàn hiểu rõ. Vì thế mà lúc này, hắn mới căn cứ vào tình huống mà đoán ra được. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hắn lấy linh dịch ra uống một hớp lớn, kim đan trong cơ thể nhanh chóng chuyển động, cấp tốc hấp thu linh khí từ trong linh dịch, hồi phục lại linh lực đã bị tiêu hao. Tốc độ của Vương Lâm tăng nhanh hơn trước một chút. Lý Mộ Uyển cũng cảm nhận được sự khẩn trương của Vương Lâm, nàng liền lấy từ trong túi trữ vật ra một ít vật liệu, bố trí thành một trận pháp đơn giản, ném về phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ tán thưởng. Lý Mộ Uyển thấy vậy trong lòng càng thêm ấm áp. Đáng tiếc, lúc trước nàng đã hao phí tinh thần quá mức nên lúc này có cảm giác lực bất tòng tâm. Thấy Vương Lâm lấy ra linh dịch uống xong, tốc độ liền tăng lên không ít. Nàng do dự một chút rồi cũng lấy ra chiếc bình mà hắn đưa cho, uống vào vài giọt. Ngay lập tức, tinh thần của nàng hưng phấn trở lại, kinh ngạc nhìn chất lỏng trong bình, nàng thầm khen hiệu quả của nó. Sau đó, nàng lại tiếp tục bố trí những trận pháp nho nhỏ, hai người bay lên càng cao, lực cản vô hình dần dần tăng lên. Đây là uy lực đặc biệt của Tu Ma Hải, bất cứ người nào cố gắng lao ra cũng đều phải chịu ảnh hưởng. Lão nhân mặc thanh bào còn cách Vương Lâm khoảng 7.000 dặm, đưa tay vỗ vào túi trữ vật, một chiếc hồ lô xanh biếc bay ra, kích thước của nó tăng lên nhanh chóng, thoáng cái đã to hơn gấp trăm lần. Lão bình tĩnh ngồi lên,
hồ lô lập tức bay về phía trước, tốc độ so với vừa rồi tăng lên gấp đôi. Càng lúc Vương Lâm càng cảm giác được sương mù xung quanh dao động càng lúc càng mạnh. Một phần nguyên nhân là do tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh, phần còn lại hiển nhiên là do tốc độ của người đang đuổi theo bất chợt cũng tăng lên nhanh chóng. Lúc này, trong tu ma hải, sương mù từ từ mỏng dần, trong không gian, chậm chậm xuất hiện những làn hơi nước. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, sương mù trong tu ma hải đã loãng tới mức độ có thể nhìn xuyên qua. Dưới ánh trăng chiếu rọi, trên mặt tu ma hải phản xạ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, một làn nước từ từ xuất hiện, từ từ, lớp nước càng lúc càng dày, nhanh chóng lan ra xung quanh, thoáng cái, trên mặt biển đã xuất hiện những con sóng, tiếng sóng biển lan khắp không trung. Lão nhân mặc thanh bào ngồi trên hồ lô chợt chau mày, trước mặt lão chợt xuất hiện một cái trận pháp, mặc dù lão cũng chẳng quan tâm lắm đến nó, nhưng tốc độ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hừ nhẹ một tiếng, lão vung tay áo, vỗ lên hồ lô, trong nháy mắt, từ miệng hồ lô phun ra một nguồn năng lượng, chỉ thấy ngay tại miệng hồ lô xuất hiện một gợn sóng, nhanh chóng lan về phía trước, nơi nó đi qua, trận pháp lập tức nát vụn, thậm chí sương mù, nước biển cũng bị đẩy ra xung quanh, tọa ra một cái thông đạo. Lão nhân đang ngồi trên hồ lô chợt vọt vào trong thông đạo, toàn thân Vương Lâm hoàn toàn ướt sũng. Sau khi hắn uống xong một ngụm linh dịch, bất chợt lao ra, nhảy thẳng vào trong làn nước biển. Hắn ôm lấy Lý Mộ Uyển, thân thể giống như một con cá nhanh chóng lướt tới. Trong nháy mắt, hắn đã lọt vào giữa biển khơi. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Tay hắn điểm một cái về phía phi kiếm đang bay trước mặt. Nhất thời, phi kiếm biến mất tại chỗ. Sau đó, Vương Lâm kéo tay Lý Mộ Uyển, giống như một thanh kiếm xuyên thẳng từ dưới biển lên trên trời. Trong nháy mắt, hai người đã từ dưới tu ma hải bay lên không trung, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất phía chân trời. Lúc này, ở dưới làn nước, phi kiếm lặng lẽ ẩn mình trong những con sóng mà chờ đợi. Sau nửa canh giờ, ngoài khơi chợt xuất hiện một dòng xoáy, chu vi của dòng xoáy rộng tới trăm trượng, cuốn theo vô số con sóng lớn. Tại trung tâm của vòng xoáy có một cái thông đạo nối thẳng với đáy của tu ma hải. Từ từ, một cái hồ lô xanh biếc chậm rãi hiện lên. Lão nhân mặc thanh bào ngồi ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nét mặt lão hết sức bình thản, vỗ hồ lô một cái, đang định bay lên, nét mặt lão chợt thay đổi, hai ngón tay phải khẽ kẹp lại trước mặt, chỉ thấy một đạo tinh quang bị kẹp giữa hai ngón tay. Lão nhếch mép cười lạnh, nhưng thoáng cái, nụ cười của lão trở nên cứng ngắc, tia sáng giữa hai ngón tay lão chậm rãi biến mất, để lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, lão khẽ nghiêng đầu, tinh quang thoáng rượt qua mặt, lóe lên mấy cái trong không trung rồi biến mất. Lão già cũng chẳng ngăn cản, ánh mắt âm trầm đưa tay sờ sờ vết thương trên mặt, sau đó lão đưa ngón tay dính máu lên miệng, đưa lưỡi liếm một cái, sau đó lão nhắm hai mắt lại. Tiểu tử này lá gan quá lớn. Sau một lúc, lão mở hai mắt, vỗ hổ lô một cái, lập tức hổ lô nhanh chóng thu nhỏ lại rồi bị lão nắm trong tay. Lão mở nắp ra, đưa lên miệng uống một hớp lớn, mùi rượu thơm nồng lan ra khắp xung quanh. Tai ương của hỏa linh thú ở Hỏa Phần Quốc đã bị tứ cấp tu chân quốc diệt trừ, nhưng linh khí ở đây vẫn nồng đậm hỏa thuộc tính, khiến cho đám tu sĩ không thể hấp thu. Hơn nữa, hơi nóng trên mặt đất rất cao, dung nham chảy đầy trên mặt đất cùng với núi lửa liên tục phun trào, biến cả đất nước thành một đống đổ nát. Hoàng thành của phàm nhân khi xưa, bây giờ đã chìm bên dưới dung nham, trên mặt đất không còn bất cứ một loại sinh vật nào sinh sống. Lúc này, Hỏa Phần Quốc không khác gì một mảnh đất chết. Vương Lâm và Lý Mộ Uyển phi hành với tốc độ rất nhanh, đối với quang cảnh mặt đất, cả hai đều im lặng không nói. Trong lòng Vương Lâm có chút cảm khái, năm đó nếu không phải Nghịch Thiên Châu hấp thu hỏa linh thú tổ thì chỉ sợ lúc này hắn đã bị nó thôn phệ. Tất cả chỉ có thể nói vào hai chữ may mắn. Cho dù biết trước hậu quả, nhưng nếu được quyền lựa chọn, Vương Lâm vẫn cứ làm như vậy. Hai người giống như một cái cầu vồng băng qua bầu trời, thoáng cái đã tới được vị trí mà hai người gặp nhau lần đầu. Lý Mộ Uyển liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, không nói gì. Còn về Vương Lâm, lúc này hắn đang mải chú ý tới người đang đuổi theo phía sau, không dành để ý tới chuyện khác. Đang phi hành, trong lòng Vương Lâm chợt máy động, hắn duỗi tay phải ra, phi kiếm liền xuất hiện trên tay. Bất chợt, Vương Lâm chợt dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào vết máu trên thân phi kiếm, cảm nhận một chút, nét mặt hắn trở nên âm trầm. Từ giọt máu trên phi kiếm, hắn có thể cảm nhận được một nguồn linh lực dao động rất mạnh. Chỉ một giọt huyết mà đã có linh lực như vậy thì tu vi của người đó đạt tới mức độ nào? Lấy ra một cái bình ngọc, nhỏ giọt máu vào đó rồi nhét vào trong túi trữ vật. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy hết sức nặng nề, hắn ngẩng lên nhìn chữ chu trên đầu, trong lòng cười lạnh, sau đó không nói câu nào, nắm tay Lý Mộ Uyển nhanh chóng bay đi. Vượt qua biên giới của Hỏa Phần Quốc, từ xa có thể thấy được ngọn núi mà Hỏa Phần Minh chiếm được lúc ban đầu. Trên ngọn núi đó, dấu hiệu tứ đại phái của Hỏa Phần Minh tung bay trên cao, thì hiện rõ nơi này đã bị bọn họ chiếm đóng. Tới đây, Vương Lâm đứng lại, im lặng một lúc rồi nói, không tiễn. Lý Mộ Uyển cắn môi, nhìn về phía đằng sau rồi nói, hai người theo ta về Lạc Hạ Môn tránh đi một chút có được không? Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói, không cần.
Nói xong, hắn hơi do dự, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển, sau đó vỗ vào mi tâm một cái, bản mệnh tinh huyết của Lý Mộ Uyển liền bay ra, Vương Lâm cũng chưa trả lại ngay, cực cảnh thần thức của hắn tản ra, lưu lại một chút trên bản mệnh tinh phách rồi mới phóng nó đi. Đa tạ thời gian 4 năm qua, trong bản mệnh tinh huyết này có một chút thần thức của ta, từ nay về sau, dưới Nguyên Anh kỳ không một người nào có thể đả thương thần thức của ngươi được. Thanh âm của Vương Lâm bình thản, nói một cách chậm rãi, nét mặt Lý Mộ Uyển có chút phức tạp, thấp giọng nói, sau này có còn gặp lại nữa không? Vương Lâm than nhẹ một tiếng, rồi im lặng, không trả lời câu hỏi của nàng. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ, đưa cho Lý Mộ Uyển, vật đó đúng là bách thú linh lô. Ngày đó, sau khi giết chết Côn Tang, nó liền bị Vương Lâm thu lấy. Lý Mộ Uyển cầm bách thú linh lô, nhìn ngắm một chút rồi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, tất cả đan dược mà ta luyện chế trong mấy năm qua, cùng với tác dụng cụ thể của nó đều được ghi ở trên ngọc giản này. Nói xong, nàng lấy ra hơn 10 cái bình nhỏ và một tấm ngọc giản. Sau khi Vương Lâm nhận lấy liền thả vào trong túi trữ vật, hắn ôm quyền, trầm giọng nói, 4 năm trước ta từng hứa sẽ bảo vệ cho ngươi được an toàn. Bây giờ, ta đã hoàn thành lời hứa của mình, từ nay về sau, chúng ta không còn nợ nhau cái gì nữa. Cáo từ, vừa nói, thân thể của Vương Lâm thoáng động, chính thức rời đi. Lý Mộ Uyển chợt kêu lớn, sư huynh, ta có thứ này tặng ngươi. Vừa nói, nàng vừa lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản màu trắng, ném ra. Sau đó, nàng xoay người, đạp kiếm quang, bay về phía Hỏa Phần Minh. Vương Lâm đón lấy ngọc giản, dụng thần thức đảo qua một chút. Lập tức, tiếng nói của Lý Mộ Uyển vang lên, quanh quẩn bên tai hắn. Sư huynh, Uyển Nhi không biết ngươi tên là gì. 4 năm qua, ngươi cũng chẳng hề nhắc tới một lần, mà ngươi cũng không hề biết tên ta. Suốt 4 năm qua, Uyển Nhi cảm ơn ngươi mấy lần cứu mạng. Quãng thời gian sống ở Tu Ma Hải, suốt đời này Uyển Nhi sẽ không bao giờ quên. Uyển Nhi biết sư huynh thường hay bế quan nên làm ra một cái ngọc phù này. Trong ngọc phù có ghi lại tinh túy trận pháp của Uyển Nhi. Trận pháp đó lấy đấu long trận của đấu tà phái làm chủ, có cải biến cho tăng thêm uy lực. Trận pháp ẩn chứa cả tính công kích và phòng ngự, nhưng so với công kích thì phòng ngự mới là thứ cơ bản của trận pháp đó. Lúc sư huynh bế quan, nếu gặp phải nguy hiểm thì trận pháp này có thể ngăn cản được một chút. Nếu như có thế, trong lòng Uyển Nhi, cầm ngọc giản trong tay, Vương Lâm lặng lẽ lắng nghe những lời nói mà nàng lưu lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lý Mộ Uyển đang ngày càng xa. Hắn thu hồi ngọc phủ, thân thể thoáng động, dẫm lên mặt đất một cái rồi biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vỗ trán một cái, thân thể hắn lập tức hóa thành vô số vệt sáng, biến mất trên mặt đất. Toàn thân hắn đã chui vào trong mộng cảnh không gian. Vào lúc này, hơi thở của hắn hoàn toàn biến mất. Vương Lâm đã sớm quyết định, sau khi đưa Lý Mộ Uyển trở về, hắn sẽ đi vào mộng cảnh không gian. Kỳ hạn trăm ngày của Chu Sát Lệnh đối với hắn mà nói cũng chỉ tương đương với vài ngày tu luyện trong mộng cảnh không gian mà thôi. Đó cũng là nguyên nhân mà tại sao hắn biết rõ sự nguy hiểm của vạn ma bách nhật Chu Sát Lệnh, nhưng vẫn dứt khoát giết chết Tiễn Khôn. Lão nhân Mặc Thanh bảo đuổi theo tới Hỏa Phần Quốc. Sau khi Vương Lâm biến mất một lúc, lão liền hiện thân ngay tại vị trí mà hắn vừa mới đứng. Nét mặt lão hết sức nghi hoặc, cúi đầu nhìn xuống đất, thân thể lão nhanh chóng độ thổ, tìm kiếm một hồi. Một lúc sau, lão chui lên mặt đất, nét mặt càng thêm kinh ngạc. Lão lẩm bẩm, nói, hoàn toàn biến mất, ngay cả cảm ứng của bản mệnh tinh huyết cũng không hề phát hiện ra. Xem ra, trên người tiểu tử này có không ít bí mật đây. Đúng lúc này, lão chợt ngẩng đầu, nhìn về phía ba đạo cầu vồng đang cấp tốc bay tới. Thoáng cái, ba luồng ánh sáng đã hạ xuống đất, hiện ra một nữ hai nam. Nữ tử đứng giữa mặc cung trang, phong thái hết sức trang nhã. Bên trái nàng có một nam tử, tướng mạo đường hoàng, nghi biểu phi phàm, thoáng nhìn có nét giống như một vị văn sĩ. Bên phải nữ tử là một lão nhân cao lớn có khuôn mặt hồng hào. Khuôn mặt lão nhân có chút khác với người bình thường, đôi mắt rất to, trong cặp đồng tử có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Lão nhân mặc thanh bào, liếc mắt nhìn ba người một cái, bình thản nói, ba vị có chuyện gì? Nữ tử đó đúng là Phượng Loan. Tu sĩ nho nhã bên cạnh chẳng cần phải nói cũng biết đó chính là đạo lữ song tu của nàng, Dương Sâm. Lão nhân còn lại chính là một trong số Nguyên Anh lão tổ của Chiến Thần Điện, có tu vi tương đương với Dương Sâm. Dương Sâm có chút e ngại, liếc nhìn lão già một cái, tu vi của đối phương hắn không thể nhìn thấu, vì vậy hắn ôm quyền nói, đạo hữu là người của Tuyên Vũ Quốc. Lão nhân mặc thanh bào nhíu mày nói, ai là đạo hữu của ngươi, cút ngay cho lão phu, nếu không ta lấy Nguyên Anh của ngươi đi luyện bảo bây giờ. Dương Sâm biến sắc, cười lạnh mấy tiếng, đang định mở miệng nói tiếp thì lão nhân mặt đỏ chợt giơ tay cản lại, cặp mắt to nhìn chằm chằm vào bảy đóa mai vàng trên vạt áo của đối phương. Ánh mắt lão khẽ biến, ôm quyền nói, các hạ đến từ Tu Ma Hải. Dương Sâm và Phượng Loan liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người cùng nhìn mấy đóa hoa mai trên áo của lão nhân. Lão nhân mặc thanh bào nhíu mày, không đủ kiên nhẫn nữa, lão phất tay phải một cái, cả ba người cùng cảm nhận được có một trận cuồng phong nổi lên, đẩy bay bọn họ ra cả ngàn trượng, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng có dấu hiệu ly thể. Sau khi cố gắng đứng vững,
Nét mặt ba người trở nên âm trầm. Dương Sâm trầm giọng nói, tu vi thế nào? Ít nhất là nguyên anh hậu kỳ. Lão nhân mặt đổ, khổ sở nói, Châu Bân, mấy đóa mai vàng đó có ý nghĩa gì? Phượng Loan cau mày, hỏi, chắc các người cũng từng nghe nói, 300 năm trước, khi ta còn chưa gia nhập vào chiến thần điện đã từng du ngoạn ở Tung Ba Hải, với tu vi nguyên anh sơ kỳ của ta, chỉ cần không đi vào những vị trí nguy hiểm thì hoàn toàn có thể bảo vệ được tính mạng. Ở Tung Ba Hải có 999 ngôi thành, trong nội hải có hơn 300 ngôi. Tuy nhiên, trong số hơn 300 ngôi thành đó, có 7 tòa thành trì được mọi người gọi là Thất Mai Chi Địa. Vị trí của 7 ngôi thành đó được bố trí giống như những cánh hoa mai. 7 vị thành chủ ở đó có tu vi sâu không thể lường được. Nghe đồn, bọn họ đã đạt tới hóa thần kỳ, nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, chưa biết thật hay giả. Người vừa rồi là... Phượng Loan nhíu mày, hỏi. Người vừa rồi, nếu ta đoán không sai thì đó chính là một trong 7 vị thành chủ của Thất Mai Thành. Có điều, ma tu trong Tung Ma Hải, nhất là ma tu ở nội hải rất ít khi rời đi. Lần này, hắn tới đây, có lẽ cũng chẳng dừng lại lâu lắm. Lão nhân mặt đỏ nghiêm túc, nói. Ba người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Bọn họ đứng từ xa, nhìn về vị trí của lão nhân, sau đó đi vòng qua để về ngọn núi của Hỏa Phần Minh. Vừa rồi, ba người cảm nhận được gần đó có thần thức của Nguyên Anh tu sĩ. Bọn họ cứ tưởng là người của Tuyên Vũ Quốc, nhưng không ngờ được kết quả lại khiến cho bọn họ lo lắng. Sau khi đảo qua vài vòng, lão nhân mặc thanh bào chợt hừ nhẹ một tiếng. Lão triển khai thần thức, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Vào lúc này, lão chẳng bỏ qua bất cứ một dấu hiệu nào cho dù là nhỏ nhất. Thần thức của lão nhân đảo qua từng tấc đất xung quanh, từ từ, thần thức của lão càng lúc càng rộng, tới gần Hỏa Phần Minh, nhưng lão vẫn không dừng lại, còn đảo qua một vòng, sau đó mới thu về. Cứ như vậy, mấy lần liên tiếp lão vẫn không hề cảm nhận thấy một điều gì khác biệt, nỗi nghi hoặc trong lòng lão già càng ngày càng lớn. Trầm ngâm một chút, thân hình hơi động đã biến mất khỏi chỗ, lão di chuyển với tốc độ nhanh chóng xuyên qua Hỏa Phần Quốc, từ một chỗ biên rơi của Hỏa Phần Quốc tiến nhập sang nước láng giềng, Thiên Mộ. Mục tiêu của hắn là trung tâm của Thiên Mộ Quốc, một tòa thông thiên tháp, bên trong tháp chính là thượng cấp sứ giả Thiên Mộ Quốc. Cũng không phải tất cả các tu chân quốc cấp 3 đều có thông thiên tháp, như Hỏa Phần Quốc, Tuyên Vũ Quốc là không có. Đây là nguyên nhân Hỏa Phần Quốc mới chọn cách xâm lấn Tuyên Vũ Quốc chứ không phải là Thiên Mộ Quốc. Vương Lâm ở bên trong mộng cảnh không gian bế quan, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã vượt qua trăm ngày. Hôm nay, trong giây lát Vương Lâm mở hai mắt ra, chữ chu với màu đỏ như máu trên đỉnh đầu hắn chậm rãi nhạt dần đi. Cuối cùng không còn màu đỏ nữa, nó biến thành màu xám trắng. Bốn phía xung quanh xuất hiện một tầng ba động vô hình, một mảng không gian bên trong mộng cảnh không gian sáng lên. Nguyên ban đầu ánh sáng ở đây có chút mờ tối, nhưng lúc này đã nhanh chóng sáng lên. Ánh sáng lan tỏa ra xung quanh khiến cho mộng cảnh không gian sáng lên, hiện tượng này không ngừng mở rộng, cuối cùng không còn chỗ nào là không xuất hiện ánh sáng. Vương Lâm kinh ngạc nhìn biến hóa xảy ra trước mắt, trong lòng thầm khiếp sợ. Ngay sau đó, chữ chu trên đỉnh đầu hắn chậm rãi thu nhỏ lại, một cỗ linh lực to lớn ba động ở trong mộng cảnh không gian bỗng nhiên xuất hiện ba động càng lúc càng mãnh liệt, dần dần ở trên không trung xuất hiện một viên tu đan. Ở trên viên tu đan có một ngọn lửa chậm rãi tản mát ra, Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải hóa thành chảo viên tu đan lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Dùng thần thức quan sát một chút, viên tu đan này ẩn chứa linh lực ba động, đây đúng là do tổng tu vi của kết đan kỳ tu sĩ phát ra. Lý Mộ Uyển ngày đó từng giảng giải chi tiết về vạn ma bách lý chu sát lệnh cho hắn nghe, lúc này trong lòng hắn hơi trầm ngâm một chút, nhưng cũng không ngay lập tức phục dụng, mà thu vào trong túi chữ vật. Hỏa tu đan này, Vương Lâm định để tới khi kết anh sẽ sử dụng, lúc đó khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút. So với xác suất trở thành kết đan kỳ, xác suất trở thành nguyên anh kỳ càng nhỏ hơn vô số lần. Vương Lâm biết sở dĩ bản thân hắn có thể kết đan thành công cũng là nhờ công hiệu của Hoàng Tuyền Thang Khiếu Quyết, cùng với Thiên Ly đan do Lý Mộ Uyển luyện chế ra. Hai thứ này chỉ cần thiếu một cái thì hắn cũng chưa chắc có thể thành công, đến lúc đó mà thất bại thì cả đời phải dừng lại ở trúc cơ kỳ. Bây giờ kết đan đã thành công, nhưng trong tương lai không xa lại có một cánh cửa gian nan hơn nữa để bước qua, đó chính là nguyên anh kỳ. Muốn kết anh thành công thì khó khăn rất lớn, Vương Lâm tự nhận lấy tư chất của thân thể Mã Lương mà muốn làm được điều này thì hy vọng quá xa với. Trừ khi có thể giống như Lý Mộ Uyển nói có thể tìm đan dược trong truyền thuyết để gia tăng tỷ lệ kết anh, nhưng những loại đan dược này phải ngũ cấp tu chân quốc mới có thể xuất hiện, hơn nữa số lượng lại ít tới đáng thương. Kết anh, mặc dù ở trong mộng cảnh không gian không tới 100 năm thì không thể thành công. Bây giờ nhiệm vụ ưu tiên nhất là lựa chọn một loại công pháp tu luyện, Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết đã tới cực hạn. Lúc này Tư Đồ Nam lại chưa thức tỉnh, hết thảy mọi việc đều phải dựa vào bản thân mình. Vương Lâm thì thào tự nói, công pháp tu luyện kết đan kỳ bây giờ là ưu tiên hàng đầu của hắn. Nhưng lựa chọn công pháp để tu luyện thì có chút khó khăn. Những công pháp có trong tay Vương Lâm phần lớn là do hắn giết người có được. Trong đó cũng có không ít phương pháp tu luyện kết đan kỳ, nhưng công pháp có đủ các loại. Loại nào hơn, loại nào kém rất khó có thể lựa chọn. Đây cũng không phải là điểm quan trọng nhất.
mà ý định của Vương Lâm chính là lựa chọn một loại công pháp có thể đề cao tỷ lệ kết anh thành công. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lóe lên quang mang vài lần. Căn cứ vào trí nhớ của Mã Lương, thần đạo chi thuật của chiến thần điện tựa hồ có công hiệu này. Bất quá làm cho Vương Lâm phải nghi hoặc chính là thần đạo thuật của chiến thần điện mà có hiệu quả này, như vậy hẳn sẽ dẫn tới lòng tham của tứ cấp tu chân quốc nổi lên mà cướp lấy. Mặc dù tứ cấp hay ngũ cấp tu chân quốc tựa hồ cũng không thể không quan tâm đến chuyện này, nhưng căn cứ vào trí nhớ của Mã Lương, thần đạo thuật của chiến thần điện lại chưa bao giờ làm cho tu chân quốc cấp cao hơn chú ý. Đây là điều làm cho Vương Lâm cảm thấy khó hiểu nhất. Bất quá nó lại là đầu mối duy nhất lúc này. Vương Lâm âm thầm quyết định, nhất định phải chiếm được thần đạo thuật. Trong trí nhớ của Mã Lương, thần đạo thuật là một loại hàng nhái, trải qua sự lĩnh ngộ của tiền nhân mà dần tu sửa đi. Cái Vương Lâm muốn chính là bản thần đạo thuật nguyên thủy nhất. Vương Lâm làm những chuyện này cũng vì muốn bảo đảm bản thân hắn ngày sau có thể kết anh thành công. Chỉ có sớm chuẩn bị hết thảy thì đến lúc đó xác suất thành công mới đạt tới mức cao nhất. Chỉ bất quá một cái công pháp tu luyện vẫn làm cho Vương Lâm có chút bất an. Kết anh không thể so với kết đan được. Phải biết rằng một nhị cấp tu chân quốc có thể trở thành tam cấp hay không thì phải xem trong quốc gia đó có người nào kết anh thành công hay không. Bởi vậy mới có thể thấy được quá trình kết anh này vô cùng khó khăn. Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, ở trong mộng cảnh không gian tiến hành thổ nạp thêm vài ngày hắn mới chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn tới chỗ của Tư Đồ Nam và cha mẹ một chuyến, yên lặng đứng đó một hồi, ánh mắt của hắn càng trở nên kiên định. Thân thể hắn nhoáng lên cái đã rời khỏi mộng cảnh không gian, ở một chỗ sâu dưới lòng đất, ánh sáng bảy màu lóe lên, hư ảnh dần ngưng tụ lại thành thật, Vương Lâm trong nháy mắt hiện thân đã lập tức tiến hành di chuyển. Cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu triển khai toàn bộ thần thức tiến hành quan sát động tĩnh của bốn phía xung quanh. Bên ngoài lúc này trời đã về khuya, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Vương Lâm trầm ngâm một chút, hướng về phía hỏa phần minh độn đi. Nhưng hắn chưa độn được ra xa, thần thức bỗng chuyển về cảm giác nguy hiểm, hắn không cần nghĩ ngợi, thân hình lập tức chui sâu xuống. Thổ độn thuật được hắn vận dụng tới cực hạn, trong nháy mắt đã từ 30 trượng cách mặt đất đã xuống tới 100 trượng, tốc độ của hắn vẫn không hề giảm xuống. Tiểu tử kia, lão phu đợi người đã suốt 97 ngày, một âm thanh già nua từ từ truyền vào trong thần thức của Vương Lâm. Đầu óc Vương Lâm hơi dại đi, gai ốc nổi lên khắp người, sắc mặt hắn trở nên âm trầm hơn, không nói lời nào mà tiếp tục độn sâu xuống dưới. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng, mãi cho tới khi xuống dưới 1000 trượng thì từ bên dưới bắt đầu truyền tới lực ngăn cản. Khi Vương Lâm phát hiện ra lực ngăn cản này đã lập tức thay đổi phương hướng để tiếp tục bỏ chạy. Hắc hắc, may mắn là lão phu đã đi mượn thổ hành chu đến đây, nếu không khi ngươi chạy tới gần ngoại tâm sẽ xuất hiện lực cản, tới lúc đó muốn bắt được ngươi cũng sẽ gặp chút khó khăn. Thanh âm của người nọ vẫn thông qua thần thức không nhanh không chậm truyền tới. Vương Lâm vẫn không nói lời nào, đang trên đường di chuyển hắn bỗng đổi phương hướng. Lúc này hắn đang di chuyển lên trên, chỉ trong nháy mắt từ độ sâu 1000 trượng đã lên tới 100 trượng. Ngay sau đó thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở trên mặt đất. Khi hắn xuất hiện đã nhìn thấy ngọn núi Hỏa Phần Minh ở ngay trước mắt. Khi vừa xuất hiện trên mặt đất, Vương Lâm nhanh chóng xác định phương hướng rồi chạy về phía ngọn núi. Khi hắn tới gần ngọn núi, một đạo màn ánh sáng lập tức xuất hiện ngăn cản. Trong nháy mắt đó hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc giản thân phận. Vừa xuất ngọc giản ra, tấm màn ánh sáng đó không hề ngăn trở Vương Lâm, hắn trực tiếp tiến vào bên trong. Khi vừa tiến vào hắn dừng lại, quay đầu nhìn tình hình phía sau một chút. Lúc này ở trên mặt đất, một chiếc thuyền màu đen bằng gỗ từ trong đất lao lên. Thanh sam lão giả đứng ở trên thuyền, cách tấm màn ánh sáng một đoạn đánh giá Vương Lâm. Lão gật đầu nói, không sai, thần thức quả nhiên có chút cổ quái. Thân thể mặc dù đã khế hợp, nhưng vẫn còn có chút không phối hợp được. Đây chắc là do đoạt xá. Tiểu tử kia, ngươi nên đi theo ta thôi, nơi này ngươi không lưu lại được. Sắc mặt Vương Lâm có chút âm trầm, cười lạnh nói. Khóe miệng thanh sam lão giả hơi nhếch lên lộ ra nụ cười cổ quái, tay phải hơi ấn lên tấm màn ánh sáng. Từ trên tấm màn ánh sáng truyền tới thanh âm ca ca, sau đó chỉ trong nháy mắt đã hóa thành từng mảnh nhỏ, cả ngọn núi phía sau bị chấn động. Đám người nguyên anh kỳ tu sĩ từ của Hỏa Phần Minh bị dọa cho kinh hoàng, cả đám lập tức bay ra. Lão giả chưa kịp thu tay lại, Vương Lâm đã quay đầu tiếp tục bỏ chạy. Thanh sam lão giả cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến hành truy đuổi thì lúc này ở giữa không trung xuất hiện một nguyên anh kỳ tu sĩ của Tà Ma Tông. Hắn quát to, đạo hữu, vì sao lại hủy hộ sơn đại trận của chúng ta? Mấy ngày nay, đối phương ở phụ cận dừng lại 3 tháng, bình thường chỉ an tĩnh ở một chỗ dùng thần thức quét qua như tìm kiếm cái gì đó. Thần thức của đối phương rất mạnh, thậm chí thần thức của nguyên anh kỳ tu sĩ trong Hỏa Phần Minh cũng kém cả đối phương, khiến cho những người ở bên trong Hỏa Phần Minh phải lo lắng. Suốt thời gian này, nguyên anh kỳ tu sĩ của Hỏa Phần Minh không lúc nào là không theo dõi động tĩnh của đối phương. Hôm nay mặc dù vừa nhìn thấy một đệ tử của bản minh nhảy vào trong trận, bọn họ còn chưa kịp tra xét đã phải trợn mắt nhìn hộ sơn đại trận bị đối phương nghiền nát chỉ sau một cái ân tay. Nếu không để ý tới thì mặt mũi của Hỏa Phần Minh sẽ không còn. Hôm nay đến lượt Tà Ma Tông hộ sơn, vì vậy nguyên anh kỳ tu sĩ này không thể không đặt câu hỏi. Trong suy nghĩ của hắn,
Mặc kệ đối phương có trả lời hay không thì cuối cùng hắn cũng đặt câu hỏi. Nếu đối phương nguyện ý trả lời thì sẽ trả lời, còn nếu đối phương không trả lời, hắn cũng không hỏi tiếp. Thanh Sam lão giả nhìn chằm chằm vào tên tu sĩ của Hỏa Phần Minh mở miệng nói một chữ, biến. Một chữ này vừa thoát ra khỏi miệng lão giống như hóa thành một ngọn sóng lớn, dần khuếch tán ra xung quanh. Không khí ở bốn phía xung quanh bị làn sóng này đánh tới lập tức trở nên dao động kịch liệt. Trừ những thứ đó ra, vô số âm thanh ở bên tai nguyên anh tu sĩ kia vang lên tầng tầng lớp lớp. Đợi đến khi âm thanh đó tiêu biến, Thanh Sam lão giả đã biến mất tại chỗ. Còn tu sĩ nguyên anh kỳ phía trước miệng mũi bắt đầu chảy máu, nói không nên lời. Nhưng rất nhanh sau đó, Thanh Sam lão giả đã một lần nữa quay về. Sắc mặt của lão lúc này âm trầm hơn trước, nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía trước. Lão dần nhắm hai mắt lại, thần thức khổng lồ theo đó và khuếch tán ra xung quanh. Thần thứ của lão đảo qua vạn người ở trên núi, thậm chí ở dưới độ sâu nghìn thước cũng không bỏ qua. Nhưng càng dò xét gương mặt càng trở nên cau có. Sau đó thần hình hắn thoáng một cái đã biến thành hai người, rồi bốn người. Bốn người đều giống lão như đúc, chúng tản ra bốn phía, phát tán thần thức không ngừng tìm kiếm. Tuy nhiên cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Lão giả dậm chân, cả ba phân thân kia đều thuấn di ra khắp bốn hướng của Tuyên Vũ Quốc tiến hành tìm kiếm. Lão khoanh chân ngồi xuống, ngay sau đó một đạo thần thức lập tức phong tỏa khắp nơi. Chỉ còn lại thời gian 3 năm, tiểu tử kia, 3 năm này Bát Cực Ma Quân ta cho dù có phải luyện hóa toàn bộ Tuyên Vũ Quốc cũng phải tìm ra ngươi. Ôi, nếu không phải tiểu tử này có thể sử dụng từ chú thuật, lão phu đã không phải tốn nhiều công sức để bắt ngươi. Một bản thể và ba phân thân chia làm bốn phương hướng liên tục đưa thần thức phát tán ra tìm kiếm. Vì vậy toàn bộ Tuyên Vũ Quốc đều bị lão giả nắm rõ như lòng bàn tay. Hễ là tu sĩ ra vào Tuyên Vũ Quốc đều bị thần thức của lão phong tỏa. Kể từ đó hành động của từng người bị Bát Cực Ma Quân nắm rõ như lòng bàn tay. Lão nhân này luôn bám theo Vương Lâm không rời, từ Nam Đấu Thành trong Tu Ma Hải truy kích, trên đoạn đường đó đi qua Hỏa Phần Quốc, trực tiếp tiến vào Tuyên Vũ Quốc, nhưng đến đây lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Mặc cho lão có bao nhiêu bản lãnh cũng không tìm ra được nửa điểm manh mối. Dưới sự phân tích của hắn thì cho rằng đối phương sẽ ẩn thân ở sâu trong lòng đất. Nhưng sau khi cẩn thận tìm kiếm bên dưới lòng đất thì vẫn không có thu hoạch gì. Tuy nhiên, lòng tin của hắn vẫn không yếu đi. Khi ở Nam Đấu Thành nghe nói người này sử dụng từ chú thuật, tim lão không khỏi đập thình thịch. Trong lòng lão đang có một kế hoạch rất lớn. Nếu có sự trợ giúp của từ chú thuật thì sẽ dễ hoàn thành hơn rất nhiều. Cho nên lão mới hao tổn hết tâm lực đuổi theo. Với thực lực của lão nếu muốn bắt Vương Lâm thì rất đơn giản. Thế nhưng hành tung của đối phương lại xuất quỷ nhập thần, sau khi biến mất thì không hề xuất hiện nữa. Mãi tới 97 ngày sau lão mới phát hiện ra được tung tích của đối phương. Khi chuẩn bị ra tay lại không nghĩ đối phương chẳng hề do dự là sử dụng độn thổ thuật chui sâu xuống lòng đất. May mắn là lão trước đó đã đi mượn thổ hành chu, loại pháp bảo này nắm giữ độn thổ thuật đẳng cấp cao. Lấy nó ra để truy đuổi thì không mất nhiều công sức như lúc đầu. Ở dưới lòng đất làm hạn chế rất nhiều phép thuật của lão. Khi đuổi tới gần vốn thấy sắp bắt được hắn thì một lần nữa mới biết được mình tính sai. Đối phương một lần nữa đổi phương hướng thoát lên trên, sau đó dụ hắn phá vỡ đại trận hộ sơn, nhưng cũng từ đấy mà mất đi khí tức của đối phương. Trên đường truy đuổi lão không tiếc đắc tội với Tuyên Vũ Quốc, Hỏa Phần Quốc dùng thần thức bao phủ toàn bộ người của hai quốc gia này lại. Trên thực tế, lão từ trước tới nay chưa từng giết một người của hai quốc gia này. Càng là người có tu vi cao thâm, càng hiểu rõ sau lưng Hỏa Phần Quốc và Tuyên Vũ Quốc chính là tứ cấp tu chân quốc, cho nên bọn họ dù đánh nhau thế nào cũng không gây ra sự chú ý của tứ cấp tu chân quốc. Nhưng nếu ngoại nhân tấn công tới thì tứ cấp tu chân quốc sẽ phái người ngăn cản. Nếu là di vãng thì lão nhất định sẽ giết chết những người làm lão không vừa ý. Nhưng sắp tới ngày địa phương kia mở ra cho nên lão cũng không muốn tìm thêm phiền phức. Thời gian 2 năm trôi qua, Tuyên Vũ Quốc cùng Hỏa Phần Minh thi thoảng bị thần thức dò xét qua cũng dần trở thành thói quen. Loại hiện tượng này cơ hồ một ngày xuất hiện mấy lần. Về phần nguyên do thì cơ hồ tất cả các tu sĩ đều được trưởng bối nghiêm túc cảnh báo. Không ai được đi đến đó thăm dò. Bát Cực Ma Quân càng chờ thì càng cảm thấy nóng lòng. Mắt thấy chỉ còn 1 năm nữa địa phương đó sẽ mở ra, nếu đến chậm hậu quả sẽ khó tiếp thụ. Dưới sự tức giận lão đã quyết định nếu nửa năm nữa mà không thấy tiểu tử kia xuất hiện, thì cho dù đắc tội với tứ cấp tu chân quốc cũng phải luyện hóa Tuyên Vũ Quốc. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 tháng, 2 tháng mãi cho tới tháng thứ 5 sắc mặt Bát Cực Ma Quân đã càng trở nên âm trầm, lệ khí trên mặt lão càng lúc càng dày đặc. Vương Lâm lúc này đang khoanh chân ngồi trong mộng cảnh không gian, sắc mặt của hắn so với Bát Cực Ma Quân còn khó coi hơn. Hắn nghĩ, chứ chu trên đầu do vạn ma bách nhật chu sát lệnh làm ra đã biến mất nhưng vì sao đối phương vẫn truy đuổi mãi không tha, đây là do nguyên nhân gì, nhưng rốt cuộc là vì cái gì thì hắn nghĩ suốt cũng không thể ra. Thời gian lưu ở trong mộng cảnh không gian đã tới cực hạn, đáy lòng của càng lo lắng hơn. Khi ngày cuối cùng ở trong mộng cảnh không gian tới, Vương Lâm mơ hồ có cảm giác nếu mình không đi ra ngoài thì chỉ sợ cả đời này cũng không thể thoát khỏi nơi đây. Hắn phải đi ra ngoài nghỉ ngơi ít nhất 3 ngày mới có thể tiếp tục tiến vào.
nhưng thời gian 3 ngày này nếu để lão già bên ngoài truy đuổi thì 3 ngày này sẽ vô cùng cực khổ. À, Vương Lâm trầm mặc một chút, mắt thấy ánh sáng bên trong mộng cảnh không gian càng ngày càng ít đi, thân thể Vương Lâm hơi run lên, hắn từ trong mộng cảnh không gian đi ra. Khi hắn xuất hiện ở bên ngoài, Bổn Tôn và ba phân thân của Bát Cực Ma Quân đang ngồi ở bốn phía Tuyên Vũ Quốc bỗng mở mắt ra, thân hình lão lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Thân thể Vương Lâm đang từ hư ảnh ngưng thật, thì từng cơn đau đầu ập đến, hắn cố nén cơn đau xuống, thần thức tản mát ra xung quanh, ngay lúc đó hắn lập tức cảm nhận được một tia nguy hiểm. Vương Lâm cười khổ, hắn biết trạng thái bây giờ của mình không có khả năng chạy được xa, cho nên từ dưới lòng đất nhanh chóng đi lên, xuất hiện ở trên mặt đất. Khi hắn xuất hiện, bốn thanh ảnh giống nhau lập tức hiện ra bao vây lấy hắn. Bát Cực Ma Quân lạnh lùng nhìn Vương Lâm, bốn thân ảnh chậm rãi hợp lại, hóa thành một người. Lão trầm giọng nói, tiểu tử kia, tính cả 97 ngày trước, ta tổng cộng đã chờ ngươi gần 3 năm rồi. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thanh sam lão giả không nói một lời. Ngươi tên là gì? Thanh sam lão giả hừ nhẹ một tiếng, nói, Mã Lương. Vương Lâm trầm giọng nói, tu vi của đối phương ở trong mắt hắn sâu không thể lường được. Mã Lương, ta hỏi ngươi, ngươi có nắm giữ tử chú thuật không? Ánh mắt lão giả như điện, chầm chầm nhìn Vương Lâm, lời vừa nói ra hai mắt đã ẩn hiện sát khí. Nếu đối phương trả lời không, hắn chắc chắn sẽ giận dữ mà giết chết đối phương, sau đó trở về Nam Đấu Thành đại khai sát giới. Kẻ mà dám lừa gạt lão sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất. Vương Lâm trầm mặc một chút rồi gật đầu, hắn có thể cảm giác được sát khí trên người đối phương, chỉ cần bản thân hắn tính nhầm một bước chắc chắn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Lão già vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm như sợ hắn chạy thoát, lão không nói một lời vỗ vào túi trữ vật, nhất thời ở trên tay lão xuất hiện một con thanh bàn mãng dài 3 trượng. Thanh bàn mãng vừa xuất hiện từ trong miệng đã vang lên những tiếng xì xì, ánh mắt màu đen nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Thì triển từ chú thuật đi, mục tiêu chính là con mãng xà này. Thanh sam lão giả ném con mãng xà từ trên tay xuống đất, lãnh đạm nói, con mãng xà vừa rơi xuống đất lập tức hình thành xà trận, đầu ngẩng cao đầu lên thi thoảng cắn nhiều vài cái. Vương Lâm cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia chớp màu đỏ, thấp giọng nói, chết. Mục tiêu của Vương Lâm cũng không phải là con mãng xà ở dưới đất, mà chính là thanh sam lão giả. Lúc này đây cực cảnh thần thức của hắn được phát huy tới cực hạn. Khi từ chết thoát ra khỏi miệng hắn, thân hình Vương Lâm đã nhanh chóng lui về phía sau. Thanh sam lão giả cũng cảm nhận được thần thức chấn động, một đạo tia chớp màu đỏ tiến vào trong ý thức hải. Ở bên trong ý thức hải của lão giả, nước đã khô héo toàn bộ, chỉ còn có con bát chảo trưng ngư đang nằm ở giữa ý thức hải. Khi tia chớp màu đỏ tiến vào ý thức hải, con bát chảo trưng ngư lập tức há miệng ra, nhất thời một cỗ hấp lực khổng lồ truyền tới, tia chớp màu đỏ bị nó hút vào trong miệng. Nhưng cực cảnh thần thức lại rất cường đại, vì thanh sam lão giả mặc dù tu vi rất mạnh, nhưng con bát chảo trương ngư ở trong ý thức hải của lão sau khi nuốt tia chớp vào thân hình cũng không tránh khỏi phải run lên, phản ứng dây chuyền bắt đầu xảy ra, con bát chảo trương ngư run rẩy lây ra ý thức hải rồi phát tán ra toàn thân, vì vậy mà thân hình lão giả trong nháy mắt phải dừng lại. Thân hình Vương Lâm nhanh chóng lui lại sau, đồng thời há miệng phun ra một đạo tinh quang. Đạo tinh quang sau khi thoát khỏi miệng hắn liền hóa thành một thanh phi kiếm bay đi, nó chặt đứt con mãng xà ở dưới đất, sau đó vẫn tiếp tục bay đi như thiểm điện đâm về phía mi tâm của lão giả. Chỉ bất quá, khi phi kiếm đâm về phía mi tâm của lão giả, một quầng sáng ở chỗ mi tâm lão xuất hiện, mặc cho phi kiếm làm thế nào cũng không thể gây ra thương tổn được cho lão. Vương Lâm không nói lời nào đưa tay ra triệu hồi thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm sau khi trở về hắn lập tức chui vào nền đất, cấp tốc bỏ chạy. Một lát sau khi thân thể lão giả chấn động, lão nhìn xác con mãng xà trên mặt đất, sau đó đưa tay lên sờ sờ mi tâm, hai mắt lộ ra lửa giận ngập trời. Lão cười lạnh một tiếng, hai tay bắt ấn, quát khẽ một tiếng, đi. Ở trước mặt hắn lóe lên quang mang 7 màu, sau đó xuất hiện một chiếc chùy tử hình con thoi trong suốt. Bên ngoài chùy tử tỏa ra quang mang 4 phía, lão giả vừa ra lệnh nó lập tức bắn đi ở phía sau còn kéo theo ánh sáng 7 màu. Chùy tử trực tiếp tiến vào lòng đất, nó nhanh chóng đuổi theo Vương Lâm ở phía dưới. Đoạn đường nơi chùy tử đi qua, bùn đất đều tiêu tán, không hề ngăn trở tốc độ của chùy tử. Trong nháy mắt, chùy tử chỉ còn cách Vương Lâm 10 trượng, đầu Vương Lâm có chút tê đi. Hắn không nghĩ ngợi gì trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra ngọc phù mà năm đó Dương Sâm cho hắn. Ngọc phù này có thể thừa nhận một kích toàn lực của nguyên anh kỳ tu sĩ. Khi ngọc phù vừa xuất hiện thì chiếc chùy tử đã phóng tới. Ngọc phù lập tức hóa lớn, che chắn phía sau Vương Lâm. Chùy tử đánh lên đó tạo ra một tiếng nổ, ầm. Theo tiếng nổ phát ra, ngọc phù tiêu tán thành tro bụi, còn chiếc chùy tử bị đẩy lui ra sau mấy trượng. Cùng lúc đó dư chấn của vụ nổ bắt đầu khuếch tán ra, những nơi dư chấn đi qua lòng đất đều bị phá hư. Nếu từ trên không nhìn xuống mặt đất, người ta có thể thấy một cái vòng tròn nhỏ nhanh chóng hóa lớn. Trong nháy mắt nó đã khuếch tán ra 100 trượng, bùn đất ở trên mặt đều bị ùn lên. Vương Lâm bị dư âm quét trúng, miệng phun máu tươi. Hắn cũng không nghĩ ngợi gì trực tiếp từ lòng đất chui lên, nhanh chóng né tránh làn sóng chấn động đó. Vừa bay ra khỏi mặt đất, hắn không chút nào có ý định dừng lại.
thân hình ngay tức khắc bay đi như tên bắn. Cảm nhận làn sóng chấn động dưới chân, lão già thì thào nói, công kích mới vừa nãy của hắn, ngay cả ta trong sát na cũng sinh ra hoảng hốt. Nghe đồn tử chú thuật chuyên tu luyện thần thức, dùng thần thức để tấn công, nếu vậy tiểu tử này quả thật có nắm giữ tử chú thuật. Nghĩ tới đây, thân thể lão nhẹ nhàng biến mất khỏi chỗ. Ngực Vương Lâm mơ hồ truyền tới từng cơn đau, trong lúc phi hành hắn tranh thủ lấy ra đan dược chữa thương do Lý Mộ Uyển đưa cho để phục dụng. Vừa dùng xong linh dược, Vương Lâm đã cảm nhận được linh lực phía trước đột nhiên tăng lên. Hắn từng tiếp xúc nhiều với nguyên anh kỳ cao thủ, cho nên biết rõ đây là dấu hiệu của thuấn di. Hắn không chút do dự đột ngột chuyển đổi phương hướng phi hành của mình. Lúc này ở nơi linh lực ba động, thân ảnh thanh sam lão già đột nhiên xuất hiện. Tiểu hữu, lão phu không nghĩ sẽ đả thương ngươi, có thể nghe lão phu nói hết lời chứ? Thanh sam lão già vừa nói, bàn tay đã hóa thành trào, từng đạo lôi quang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong phút chốc, ở bốn phía Vương Lâm đều xuất hiện từng đạo tia chớp. Sắc mặt Vương Lâm trở nên âm trầm, quay người lại nhìn thanh sam lão già, lạnh giọng nói, tiền bối rốt cuộc có chuyện gì? Thanh sam lão già nhìn Vương Lâm một hồi lâu mới nói, ta muốn mượn tử chú thuật của ngươi. Vương Lâm trầm mặc một chút, nhìn những tia chớp đang bao vây bốn phía, từng đạo âm ba từ bốn phương tám hướng truyền tới, ta muốn biết nguyên nhân. Thanh sam lão già trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, việc này chưa đến lúc nói rõ, bất quá lão phu sẽ không bạc đãi ngươi, nếu ngươi đồng ý đi theo ta, ta sẽ đưa cho ngươi một viên hóa đan. Thần sắc bên ngoài Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong nội tâm hắn đang dao động. Hóa đan hắn đã từng nghe Lý Mộ Uyển đề cập tới, đây là đan dược cực kỳ chân quý, ngoài tác dụng giống như tu đan ra, còn có thể đề cao tu vi lên một cảnh giới. Từ sơ kỳ lên trung kỳ xác suất thành công rất lớn, từ trung kỳ đến hậu kỳ xác suất thành công hơi nhỏ, nhưng nếu không thành công thì nó cũng trợ giúp linh lực trong cơ thể có một bước nhảy vọt, vì ngày sau mà chuẩn bị trụ cột. Vương Lâm trầm tư chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn lão già không nói gì. Đáy lòng hắn có chút nghi hoặc, tu vi của đối phương hắn mặc dù không nhìn thấu, nhưng chỉ cần một cái nhấc tay của lão đã có thể phá vỡ hộ sơn đại trận của Hòa Phần Minh. Một tiếng hét có thể làm cho nguyên anh kỳ tu sĩ không dám tiến lên, tu vi bậc này nếu không phải đã đạt tới nguyên anh kỳ đại viên mãn thì cũng đã vượt qua nguyên anh chính thức bước vào cảnh giới hóa thần kỳ. Với tu vi đó của Vương Lâm thì có thể tiến hành áp chế hắn, thậm chí còn có thể đem bản thân hắn luyện hóa thành con rối. Kể từ đó trở đi sẽ phải nghe lệnh lão hoàn toàn, tựa hồ không cần như tình huống này, phải lấy ngữ khí trao đổi để thương nghị với hắn. Chuyện này nhất định có vấn đề, trong lòng Vương Lâm thầm nghĩ, nhưng biểu hiện ngoài mặt lại không có chút dị thường nào. Hắn trầm ngâm chốc lát, trong lòng cười lạnh, nhìn chằm chằm về phía lão già, lắc đầu. Thanh sam lão già mặt không đổi sắc, bình thản nói, muốn chết. Tay phải lão hóa thành trào, những tia chớp xung quanh Vương Lâm lập tức thu nhỏ vòng vây. Thân hình Vương Lâm không hề nhúc nhích, lạnh lùng nhìn lão già, khóe miệng hắn lộ ra một tia châm chọc. Vòng vây của những tia chớp càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ kề sát thân thể Vương Lâm. Tóc của hắn bị những gợn gió thổi lên đụng phải tia chớp đều hóa thành bụi phấn. Lúc này lão già cũng ngừng lại, nhìn Vương Lâm trầm giọng nói, tâm tính không tồi, ngươi tưởng rằng lão phu sẽ không giết ngươi sao? Ánh mắt châm chọc của Vương Lâm càng lúc càng đậm, bình thản nói, một viên hóa đan vẫn chưa đủ. Ánh mắt lão già nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, đáy lòng lão có chút tức giận, nếu không phải đi đến nơi đó, trong cơ thể không được có bất cứ loại cấm chế nào, lão đã sớm hạ cấm chế trong cơ thể Vương Lâm mà không phải phiền toái như bây giờ. Hơn nữa sau khi tiến vào nơi đó, toàn bộ cấm chế sẽ mất đi hiệu lực, trọng yếu nhất chính là lão muốn đối phương sử dụng từ chú thuật. Nếu trong lòng đối phương sinh ra oán hận, lòng có ý định chết cũng liên lụy tới người khác thì rất nguy hiểm. 1000 năm trước lão lần đầu tiên tiến vào, cũng bởi vì điều này mà suýt chút nữa đã chết ở trong đó. Trải qua ngàn năm tu dưỡng gần đây mới khôi phục lại tu vi, mặc dù tu vi cũng có chút định tiến, nhưng địa phương đó quá mức nguy hiểm. Vì vậy, đối vướng Vương Lâm lão không thể hạ cấm chế, cũng không thể xuống tay quá mạnh. Hết thầy đều dùng lời để dụ dỗ. Lúc này nghe được lời nói của Vương Lâm, nội tâm lão thầm chửi một tiếng, sau đó mới vung tay lên điều khiển những tia chớp tản ra. Ánh mắt Vương Lâm cũng không chớp cái nào, đến liếc mắt một cái để nhìn lôi điện cũng không. Hắn chỉ lặng lặng nhìn thanh sam lão già, người muốn gì cứ nói đừng ngại. Lão già quyết đoán nói, ta muốn biết, đi đến nơi đó cũng nguy hiểm không? Thanh âm Vương Lâm vô cùng bình thản, nhưng ngữ khí lại tràn ngập sự kiên định. Thanh sam lão già khẽ cười nói, có rất nhiều nguy hiểm, lão phu cũng không muốn gạt ngươi, nguyên anh sơ kỳ tiến vào cửu tử nhất sinh, nếu là trung kỳ gặp vận khí tốt có thể bảo vệ tính mạng, chỉ có hậu kỳ cảnh giới, đạt tới giả thần cảnh giới mới có thể an toàn tiến vào, bất quá nếu không cẩn thận vẫn có thể bị chết. Lão già dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng nơi đó mặc dù nguy hiểm lại có thu hoạch rất lớn, pháp bảo, đan dược, công pháp, có thể nói cái gì cần có thì đều có, trừ những thứ đó còn có anh biến đan trong truyền thuyết, chỉ cần sử dụng một khỏa lập tức có cơ hội trở thành anh biến kỳ cường giả. Về phần nguy hiểm, ngươi không nhất định phải lo lắng, ngươi có tử chú thuật, nó ở trong đó có tác dụng rất lớn, tối thiểu thì giai đoạn đầu tiên ngươi sẽ không gặp nguy hiểm.
nhưng ở giai đoạn sau, nếu ngươi có lòng tham lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Vương Lâm vừa nghe xong, trầm ngâm một chút, trong lòng hắn thầm phân tích lời nói của lão già, bản thân hắn cũng chỉ tin vài phần trong đó. Ta xem tu vi của ngươi hẳn là vừa mới kết đan không lâu. Thôi, ta có một khỏa lập anh đan, nếu ngươi đồng ý đi theo ta, ta sẽ đưa cho ngươi. Hơn nữa khi đến nơi cuối cùng có bảo vật, ta tứa sẽ đưa cho ngươi một kiện. Như thế nào? Lập anh đan hắn từng nghe Lý Mộ Uyển nhắc tới, loại đan dược này khi kết anh ăn vào sẽ gia tăng một chút tỷ lệ thành công. Đan dược này ở tam cấp tu chân quốc thuộc dạng cực kỳ quý hiếm, dù là tứ cấp tu chân quốc cũng không thấy nhiều lắm, chỉ có ngũ cấp tu chân quốc mới nắm giữ phương pháp luyện chế trong tay. Vương Lâm trầm tư chốc lát, hắn đối với những lời của lão giả thần bí này có chút động tâm. Hắn không cầu có thể đạt được anh biến đan trong truyền thuyết, chỉ cầu có thể lấy được công pháp gia tăng hiệu quả kết anh và một ít đan dược. Nếu không có ngoại lực tương trợ, Vương Lâm không biết mình phải tu luyện tới ngày tháng năm nào mới có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Hơn nữa chuyện này nếu hắn kiên quyết không đáp ứng, đối phương biết mình vô vọng chắn chắn sẽ không chút do dự ra tay giết hắn. Kể từ đó, bày ra trước mặt hắn chỉ có một con đường để lựa chọn mà thôi. Được, ta đáp ứng. Vương Lâm gật đầu nói. Thanh sam lão giả nhìn chằm chằm Vương Lâm một chút, đột nhiên nói, lúc trước khí tức của ngươi biến mất hai lần, ngươi làm sao có thể làm được? Vương Lâm nhìn lão giả không nói gì, hai người cứ yên lặng nhìn nhau trong chốc lát. Một hồi sau lão giả thu hồi lại ánh mắt của mình, cũng không đề cập tới vấn đề này nữa. Lão lạnh giọng nói, còn chưa tới nửa năm nữa, địa phương đó sẽ được mở ra. Nếu ngươi ở trên đường cố gắng đào tẩu thì lão phu sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, trực tiếp luyện hóa ngươi cho xong. Vừa nói bàn tay to của lão vừa vung lên, ở giữa không trung vẽ ra một cái phủ văn, rồi đưa nó tiến nhập vào cơ thể Vương Lâm. Nó sẽ không gây ra thương tổn cho ngươi, chỉ là phòng ngừa ngươi một lần nữa biến mất. Chỉ cần sau khi tới địa phương đó lão phu sẽ tự giải khai cho ngươi. Vương Lâm đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu đổi thành hắn cũng sẽ làm như thế. Hơn nữa nếu đối phương muốn hạ một chút cấm chế lợi hại thì cũng không cần phải chờ tới bây giờ. Hắn vẫn chưa động thân mà nhìn Hỏa Phần Minh ở phía xa, trầm giọng nói, vãn bối còn một chuyện chưa biết muốn xin tiền bối thỉnh giáo. Thanh sam lão giả nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói, chuyện gì? Vương Lâm nói, tiền bối đã từng nghe qua thần đạo thuật của chiến thần điện chưa? Lão giả cười lạnh, nói, thần đạo thuật có thể gia tăng tỷ lệ kết anh sao? Năm đó lão phu cũng từng nghe nói tới những chuyện này, bất quá cho dù ngươi có được nó cũng không phải là bản thần đạo thuật nguyên thủy nhất, trừ phi ngươi tới tứ cấp tu chân quốc mới có thể có được. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nội tâm hắn hơi động, từ trong lời lão giả hắn nghe ra được ý của lão. Chiến thần điện quả nhiên đúng như hắn dự đoán, bọn họ không có khả năng giữ lại được thần đạo thuật nguyên thủy nhất, chỉ là nếu không tự mình xem qua, Vương Lâm vẫn có chút không cam lòng. Vì vậy thân hình hắn hơi động, hóa thành một dải trường hồng bay về phía Hỏa Phần Minh. Ánh mắt thanh sam lão giả ở phía sau lóe lên cái, sau đó cũng không nhanh không chậm đuổi theo. Thời gian trôi qua không lâu, ngọn núi nơi Hỏa Phần Minh chiếm đóng đã hiện ra trong tầm mắt. Vương Lâm đứng ở ngọn núi bên cạnh, đợi cho thanh sam lão giả tới gần mới cao giọng nói, Mã Lương bái kiến chiến thần điện Phượng Loan tiền bối. Thanh âm của hắn vừa rời miệng đã hóa khuếch tán ra như tiếng sấm, rất nhanh truyền đi. Từ ngọn núi đối diện lập tức hiện ra một đạo nhân ảnh, đó chính là Phượng Loan. Nàng đầu tiên liếc mắt đánh giá thanh sam lão giả bên cạnh Vương Lâm, sau đó thu ánh mắt lại nhìn về phía Vương Lâm. Trong lòng thầm dần mình, chỉ mới mấy năm đối phương đã đạt tới kết anh, bất quá sau khi liên tưởng tới chuyện đoạt xá liền nghĩ đối phương trước khi đoạt xá đã sớm kết đan, cho nên mới có thể nhanh chóng kết đan một lần nữa. Nàng trầm mặc một chút, sau đó lãnh đạm nói, hắn tìm người 3 năm, chính là ngươi sao? Thần sắc Vương Lâm vẫn thong dong, hắn né tránh đề tài này, nói, Phượng Loan tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, mong tiền bối đáp ứng. Phượng Loan có chút kiêng kỵ nhìn sang thanh sam lão giả, hít sâu một hơi, nói đi, vãn bối muốn mượn thần đạo thuật, mong tiền bối thành toàn. Ngữ khí bình thản từ từ nói, Phượng Loan trầm mặc một chút, đưa mắt nhìn sang thanh sam lão giả, phát hiện đối phương đang ngẩng mặt nhìn trời. 3 năm qua, bọn họ đối với tu vi của thanh sam lão giả đã có thể đoán được đôi chút, lúc này thấy đối phương tìm tới tận cửa trong lòng không khỏi thất kinh. Lúc này lão giả mặt đỏ từ phía sau Phượng Loan tiến lên, hắn nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt hơi ngưng lại một chút nói, ngươi là đệ tử của chiến thần điện, cho ngươi xem cũng không sao, đi theo ta. Vừa nói, nàng vừa liếc mắt nhìn thanh sam lão giả một cái, Vương Lâm không nói thêm lời nào, động thân bay theo đối phương, vẻ mặt thanh sam lão giả vẫn hờ hững. Việc Vương Lâm mượn khí thế của lão để có thể xem thần đạo thuật, với lịch duyệt của lão lẽ nào lại không nhìn ra. Bất quá chỉ một điểm nhỏ đấy thật sự không đáng để trở mặt. Hắn đơn giản là muốn Vương Lâm trợ giúp, cho nên cần phải bán cho đối phương một cái nhân tình, vừa giảm bớt được chút căng thẳng trong quan hệ hai người. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói, tiểu hữu, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu ngươi không may bị tổn thương, ta sẽ đem toàn bộ những sinh linh trong ngọn núi này bồi tội cho ngươi. Thân hình lão giả mặt đỏ hơi run lên, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường đi vào trong núi.
Vương Lâm tiến sát theo phía sau, hai người tiến vào trong ngọn núi dừng lại ở một trước tòa thạch phủ. Ngươi là Vương Lâm. Lão già mặt đỏ đánh vỡ sự trầm mặc, sau khi đến trước thạch phủ liền dừng lại, sau đó quay người nhìn chằm chằm Vương Lâm nói. Vương Lâm nghe thấy vậy cũng chỉ gật đầu mà không nói gì. Vương Lâm, chuyện cũ bỏ qua, ta mặc kệ ngươi gặp phải bao nhiêu phiền toái, nhưng không nên lôi chiến thần điện vào bên trong. Nếu ngươi có thể phát lời thề làm được điều này, ta sẽ mở ra thạch phủ cho ngươi vào xem thần đạo thuật. Lão già hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lão già, nói rõ từng lời một. Tiền bối yên tâm, Vương Mỗ xem xong thần đạo thuật sẽ lập tức rời đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ quay lại nữa. Lão già mặt đỏ nhìn Vương Lâm, một lúc lâu sau mới lật tay một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện thêm một chiếc ngọc phù. Lão đem chiếc ngọc phù để lên trên một tấm thạch bích, nhất thời từ chỗ ngọc phù tản mát ra từng đạo ánh sáng, chúng nhanh chóng lan ra toàn bộ thạch bích. Ngay lúc này, trên thạch bích đã xuất hiện một tầng tinh quang càng lúc càng đậm, cuối cùng toàn bộ thạch bích giống như trở thành một chiếc mặt kính vậy. Lão già cũng không quay đầu lại, mà bước vào mặt kính, cả người như chìm vào trong nước, trên thạch bích xuất hiện từng đạo rung động nhỏ. Vương Lâm chần chừ một phen, sau đó cũng bước, một cảm giác mát lạnh truyền vào cơ thể hắn khi tiến vào trong thạch bích, phảng phất như trên mặt vừa được một chiếc khăn ướt lau qua vậy. Cảm giác mát lạnh trôi qua, Vương Lâm phát hiện mình đã tiến nhập vào trong thạch bích, hắn nhìn về phía sau, bên trong thạch bích cũng giống như bên ngoài, đều nổi lên từng gợn ba động. Vương Lâm đưa tay vào thử dò xét một chút, cảm giác mát lạnh một lần nữa xuất hiện. Đây là thủy kính môn do luyện khí thuật của chiến thần điện chế tạo ra. Nếu không có ngọc phù giúp đỡ mở ra thì phải có tu vi hóa thần kỳ mới tiến vào được, nếu không thì chẳng có ai có thể tiến vào được bên trong thạch phủ này. Lão giả mặt đỏ bình thản nói. Vương Lâm nghe nói tới thuật luyện khí, nội tâm hơi động, một lần nữa cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau thạch bích, sau đó đi theo lão giả mặt đỏ tiến vào bên trong. Không gian của thạch phủ rất lớn, ngoại trừ đại sảnh ở chính giữa, bốn phía đều có thạch thất, nhưng bên ngoài nếu nhìn kỹ đều có một chiếc thủy kính môn. Bên trong đây có 365 gian thạch thất, mỗi một gian đều có thủy kính môn. Thủy kính môn trên thực tế chính là tượng trưng cho đệ tử luyện khí điện. Vương Lâm nhìn một hồi, sau đó thu lại ánh mắt của mình. Lúc này hai người đã đứng ở trong đại sảnh ở chính giữa, phía trước mặt có một loạt các giá, một giá được chia ra làm 4 tầng, mỗi tầng cũng bày đặt một ít linh bài, trừ tầng cao nhất chỉ có một chiếc linh bài ra, những tầng còn lại đều có không ít các loại linh bài. Ánh mắt Vương Lâm nhìn chiếc linh bài ở trên cao nhất, trên đó viết: Lão tổ khai sáng chiến thần điện, cung Mặc. Cung lão tổ là người khai sáng chiến thần điện, thần đạo thuật cũng là do người phát hiện ra. Lão giả mặt đỏ khom người cung kính cũng bái linh bài đó, vừa nói vừa quay người nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc một chút, sau đó cũng khom người vái một vái. Lão giả mặt đỏ lại xoay người tiếp tục đi vào trong, đi qua khu vực để linh bài thì thấy xuất hiện một chiếc thạch bích làm bằng thanh ngọc, bên trên đó chạm khắc vô số các chữ nhỏ. Vương Lâm vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy có một hàng chữ to ghi thần đạo thuật, nhưng khi xem xuống bên dưới, đáy lòng hắn không khỏi trầm xuống. Phía dưới viết: Đệ tử Trần Trùng dựa vào ký ức khắc họa lại, hậu nhân tu luyện cần phải cẩn thận. Thất vọng rồi ư? Lão giả mặt đỏ nhìn về phía Vương Lâm thở dài nói: Có một thời gian chiến thần điện xuất hiện phản đồ, từ đó về sau bí mật về thần đạo thuật được truyền đi khắp nơi không hề kiêng dè. Không lâu sau đó, tứ cấp tu chân quốc Thiên Cương quốc tới điều tra, bọn họ luận đàm với cung lão tổ xong thì mang thần đạo thuật nguyên thủy đi. Vài ngày sau đó, cung lão tổ cũng đi vân du, từ đó về sau không thấy trở về nữa. Thần đạo thuật là thuật pháp quỷ dị nhất cả đời ta từng gặp qua, bất luận kẻ nào sau khi nhìn thấy cũng chỉ có thể lĩnh hội, chứ không thể diễn đạt thành lời, như là có một loại lực lượng vô hình ngăn cản vậy. Trần Trùng lão tổ có tư chất tầm thường, là môn hạ kém cỏi nhất trong đám đệ tử của cung lão tổ, nhưng ngài bằng vào trí nhớ của mình đã làm được điều mà không ai làm được, điều khắc ra bức thần đạo thuật này. Sau khi khắc xong, Trần Trùng lão tổ mới tuyệt khí bỏ mình, trước khi chết người nói lại cho hậu nhân biết, thần đạo thuật rất cao thâm, đại hạn của ngài đã đến chỉ có thể khắc xong một thành của bộ thuật pháp này, hậu nhân trong khi tu luyện phải cẩn thận. Kỳ thật Trần Trùng lão tổ lo lắng quá nhiều, thần đạo thuật há có thể dễ dàng hiểu được. Chiến thần điện qua mấy ngàn năm cũng chỉ có không đến 30 người hiểu được một thành này, trong 30 người đó hơn một nửa đã kết anh thành công. Về phần các tu sĩ của môn phái khác của Hòa Phần Quốc tới xem thần đạo thuật kỳ thật đều là giả, có thể nhìn ra đó là giả lại càng ít người. Vương Lâm nghe lão giả mặt đỏ nói, yên lặng nhìn thạch bích thanh ngọc trước mặt. Trước mắt hắn như hiện lên một nam tử gầy yếu đang tiêu hao hết tuổi thọ của mình để khắc nên bức tranh này. Ngươi hãy tự xem đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Thủy kính môn có phong ấn, không nên tự tiện xông vào. Lão giả mặt đỏ nói xong liền xoay người rời đi. Vương Lâm ở lại xem từng chữ một trên tấm thạch bích, nhưng càng xem hắn càng thấy khó hiểu, có rất nhiều chỗ xung đột với nha. Nhìn một lúc mặt hắn bắt đầu nhăn lại. Hồi lâu sau, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống mặt đất, hai mắt không hề chớp nhìn thanh ngọc thạch bích, từ chữ trên đó nhất thời hiện ra trong đầu hắn. Càng xem hắn càng cảm thấy mê hoặc, thần đạo thuật căn bản là làm cho người ta không thể giải thích được.
hai hàng lông mày của hắn càng lúc càng nhăn lại. Sau khi xem xong hết toàn bộ tấm thạch bích, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên những chữ viết trúc chắc khó hiểu đó. Thời gian chậm rãi trôi đi, Vương Lâm vẫn không thể lý giải được một chút nào nội dung trong đó. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thầm than một tiếng, một lần nữa xem lại những chữ ghi trên thạch bích. Nhưng lúc này đồng tử hắn đột nhiên thu lại, thì thào nói, không đúng à. Trong nháy mắt hắn nhìn về phía bức tường, những chữ lúc nãy hiện ra trong đầu hắn đột nhiên biến mất, giống như chúng chưa bao giờ tồn tại vậy. Vương Lâm nhìn từng chữ trên vách tường, từng chữ trên đó rất quen thuộc, vừa nãy hắn đã ghi nhớ toàn bộ trong đầu, vậy mà chỉ chớp mắt nó đã biến mất không còn dấu vết. Hít sâu một hơi, gương mặt lộ vẻ ngưng trọng, thần đạo thuật quá mức quỷ dị, khó trách không có ai có thể ghi lại. Năm đó hắn từng bắt Chu Tử Hồng vì hắn mà ghi lại một bản, thế nhưng Chu Tử Hồng mê hoặc nói thần đạo thuật căn bản không thể ghi lại. Lúc đó hắn cũng chỉ có chút kinh ngạc, nhưng không để trong lòng. Hôm nay trải qua việc này mới thấy sự nghiêm trọng của vấn đề này. Một lần nữa nhìn lên, ánh mắt Vương Lâm đặt ở trên hàng chữ đệ tử Trần Trùng bằng trí nhớ ghi lại. Đáy lòng hắn càng lúc càng rung động, dù sao lúc trước cũng chỉ nghe người ta nói lại. Còn bây giờ hắn tự thân trải nghiệm độ khó khăn của thần đạo thuật, danh tự Trần Trùng ở phía trên khắc sâu vào trong lòng hắn. Hít một hơi khí lạnh, ánh mắt Vương Lâm lại một lần nữa nhìn xuống những chữ bên dưới. Sau một nén nhang hắn lại ghi nhớ được toàn bộ. Tuy nhiên không lâu sau đó, một màn đó là lặp lại, những thứ vừa ghi nhớ lại biến mất một cách quỷ dị. Lặp đi lặp lại mấy lần, sắc mặt Vương Lâm dần trở nên âm trầm, hắn nhìn chăm chăm vào thạch bích, mắt không hề chớp. Lúc này đây, hắn không ghi nhớ, mà là một lần nữa xem lại. Vương Lâm lần đầu tiên xem thần đạo thuật phải mất thời gian ba nén nhang, nhưng bây giờ hắn chỉ cần thời gian một nén nhang là đã nhìn hết một lần. Hai tròng mắt của hắn đảo qua càng lúc càng nhanh, dần dần chỉ dùng thời gian nửa nén nhang là đã xem hết tấm thạch bích. Thời gian chậm chậm trôi qua, tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, từ nửa nén nhang một lần trở thành ba lần. Tốc độ của hắn đang không ngừng gia tăng, chậm rãi, hai mắt hắn tràn ngập những tơ máu li ti, từng cơn đau nhức từ mắt truyền tới. Không biết trải qua thời gian bao lâu, hai mắt Vương Lâm như hợp lại cùng một chỗ, nhưng thạch bích ở trước mặt vẫn tồn tại như cũ. Tốc độ đọc của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng Vương Lâm mặc dù nhắm mắt lại, nhưng hai mắt vẫn cảm thấy đau đớn. Hai hàng máu tươi theo khóe mắt chảy xuống, nhưng ngay lúc này Vương Lâm lại mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn chứa đầy những tờ máu rậm rạp, gương mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Lúc này hắn nhìn thấy những hàng chữ trên thạch bích chậm rãi biến mất, một thân ảnh mặc bạch y xuất hiện, gương mặt của nhân ảnh này trông rất mơ hồ. Chỉ có thể thấy hai tay của hắn đang không ngừng thi triển mấy loại thủ ấn, hai cánh tay của nhân ảnh thôi động làm xuất hiện tàn ảnh, sau đó thân thể biến thành hai, rồi ba người. Cùng với phân thân thuật bất đồng chính là phân thân của thanh sam lão giả, thực lực tương đương với chủ thể, nhưng lại có chút khô khan, từng cử động đều là bắt chước động tác của chủ thể. Nhưng phân thân ảnh của bạch y nhân này lại khác, mỗi một phân thân đều cực kỳ linh hoạt, một chút khô khan cũng không có, thậm chí làm cho Vương Lâm không thể phân biệt được đâu là chủ thể, đâu là phân thân. Kỳ thật Vương Lâm cũng không rõ, thanh giam lão giả có thể phân thân là do một kiện pháp bảo cường đại làm ra, cũng không phải là phép thuật phân thân chính thức. Từ từ, thân ảnh của bạch y nhân dần lờ mờ đi, cuối cùng tiêu tán. Vương Lâm một lần nữa nhắm hai mắt lại, thần sắc của hắn tái nhợt, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Trong đầu hắn bất chi bất giác hiện lên nhiều hơn một đoạn khẩu quyết. Cẩn thận phân tích một chút, Vương Lâm không khỏi cười khổ, thần đạo thuật hắn đã hiểu rõ được một chút. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.